Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ điều tra các đối tượng thuê mua, thu gom vàng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn. Trong đó, nhiệm vụ thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình về khách hàng mua bán vàng miếng. Bên cạnh đó, tổ công tác còn triển khai công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tổng hợp báo cáo và tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp góp phần nhằm ổn định thị trường vàng nói chung và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Quyết định cũng nêu rõ, đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh là tổ trưởng tổ công tác, có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng công an theo thẩm quyền để triển khai công tác nắm tình hình, phát hiện các cá nhân, tổ chức nghi vấn buôn lậu vàng, hoạt động mua gom vàng để đầu cơ trục lợi, triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ nghi vấn, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự, trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hoặc chuyển giao thông tin cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định xử phạt vi phạm hành chính. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tài liệu danh sách cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn, nghiên cứu các giải pháp và tham mưu chỉ đạo Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại chủ động phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua vàng, thu gom vàng, cung cấp kịp thời cho lực lượng công an thành phố, quận, huyện để triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Cục phòng chống rửa tiền, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ xác minh nhanh dòng tiền, nguồn tiền mua vàng và hỗ trợ thu thập các tài liệu tại các ngân hàng, hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, chứng từ giao dịch để làm rõ nghi vấn mua gom vàng, thuê mua vàng. Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường, nhất là các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, trao đổi thông tin với Công an Thành phố Hồ Chí Minh về vi phạm, kết quả xử lý các cơ sở kinh doanh vàng, tiếp nhận xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động mua bán vàng theo chức năng, quyền hạn. Trước đó, báo Đầu tư Tài chính đã có loạt phóng sự điều tra về tình trạng ai đứng sau dòng người xếp hàng mua vàng và kẻ giấu mặt thuê người xếp hàng mua vàng. Phóng sự điều tra đã phản ánh việc trong hàng ngàn người dân xếp hàng mua vàng có bao nhiêu người đang có nhu cầu thật sự sử dụng vàng miếng hay là đang xuất hiện nghe đứng tên mua dùm vàng miếng cho những người có sẵn nguồn tiền nhàn rỗi. Khi đó, phóng viên báo Đầu tư Tài chính đã hòa cùng dòng người đổ về trụ sở chính Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để xếp hàng xí chỗ trước, trắng đêm, đợi tới sáng đến lượt mua vàng. Đến sáng hôm sau, dù thời tiết nắng nóng như thiêu đốt, nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, rồng rắn chờ mua vàng ở các cửa hàng bán vàng và các điểm bán vàng bình ổn. Rất nhiều người trong số dòng người rồng rắn xếp hàng mua vàng hôm đó cho biết đã được người khác thuê làm việc này và trả tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượt nên quá hấp dẫn, không thể chối từ. Những người thuê là ai không biết, chỉ biết người thuê nói họ là chủ các tiệm vàng tư nhân muốn mua về bán lại, hoặc là có một đại gia thuê xếp hàng đăng ký bóc số mua vàng. Chính vì vậy, cảnh tượng xếp hàng mua vàng mới đông như vậy và tạo sự hỗn loạn dành dật. Như báo Đầu tư Tài chính có nhiều bài phản ánh trước đó, dù thời tiết nóng như thiêu đốt, nhưng nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng rồng rắn chờ mua vàng ở các cửa hàng vàng, các điểm bán vàng bình ổn. Tuần thứ hai bán vàng bình ổn, các đơn vị chỉ phát 50 số thứ tự mỗi ngày, khiến nhiều người dân phải đi về rồi quay lại điểm bán nhiều ngày liên tiếp, nhưng vẫn chưa mua được vàng miếng. Về số lượng, nếu như ban đầu các đơn vị thông báo bán không giới hạn, sau đó hạ xuống mỗi người chỉ mua được 5 lượng, và phải trình căn cước công dân,
thì nay mỗi người chỉ mua được một lượng. Trước khi bước vào tuần thứ 3 bán vàng bình ổn, tối hôm trước đó từ khoảng 22 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 6, nhiều người bắt đầu thức trắng đêm xếp hàng để chờ bốc số mua vàng vào sáng 17 tháng 6. Không còn cảnh xếp hàng chen lấn mà tạo thành đám đông hỗn loạn, công an dân phòng phải vào cuộc giữ trật tự. Một câu hỏi đáng lưu ý, trong hàng ngàn người xếp hàng đăng ký mua vàng, có bao nhiêu người đang có nhu cầu sử dụng vàng miếng thật sự? Hay là đang xuất hiện nghề đứng tên mua dùm vàng miếng cho những kẻ có sẵn nguồn tiền nhàn rỗi? Bởi lẽ các giao dịch thương mại hiện nay đã nghiêm cấm thanh toán bằng vàng giữa cá nhân với cá nhân. Hình ảnh ghi lại dưới đây với những người xếp hàng rồng rắn để mua vàng. Họ chấp nhận dưới cái nắng như thiêu đốt của mùa hè để chờ đến lượt từ ngày này sang ngày nọ, không biết mệt mỏi. Thử hỏi người dân tích lũy vài triệu đồng có chịu bỏ công ăn việc làm để mua vài chỉ vàng hay không? Những người có tiền trăm tiền tỷ có chịu đội nắng cả tuần, thức trắng đêm để đầu cơ vàng hay không? 20 giờ tối 16 tháng 6, tức Chủ nhật, Báo Đầu tư Tài chính đã nhập cuộc điều tra với vài người mua vàng hộ để tìm hiểu. Dòng người đổ về trụ sở chính công ty SJC ở số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, xí trước chỗ ngồi để đợi tới sáng thứ hai đầu tuần 17 tháng 6 mua vàng. Sau đó lực lượng công an khu vực đến nắm tình hình đã giải tán đám đông. Dòng người tản ra lảng vảng dọc hai bên đường để chờ công an rời đi thì tiếp tục tụ tập. Đến 24 giờ khuya dòng người tiếp tục kéo dài tới khi công ty SJC mở cửa giao dịch vào 7 giờ sáng. Từ 12 giờ khuya ngày 16 tháng 6 đến 8 giờ 30 phút sáng 17 tháng 6, dòng người xếp hàng trước chịu khó ngồi trực hàng tiếng đồng hồ để chờ công ty SJC mở cửa giao dịch. Người thì ngồi bệt xuống san sát nhau trên vỉa hè, người thì trải chiếu ra nằm. Tất cả một khoảng trống đều chật kín người, thậm chí tràn xuống lòng đường. Khi phóng viên Báo Đầu tư Tài chính tiếp cận một nhóm người đang ngồi cạnh nhau để chờ xếp chỗ xếp hàng, thì được biết nhóm có 7 người đều là sinh viên do cô chủ nhà trọ thuê đi xếp hàng mua vàng. Một thành viên trong nhóm này chia sẻ, mỗi người được giao đi mua một lượng vàng và nếu mua thành công được trả từ 500 đến 600 ngàn đồng một lần. Chính vì vậy ai cũng cố gắng hết sức có thể, chịu khó kiên nhẫn xếp hàng từ khuya tới sáng, bất chấp bỏ đi giấc ngủ bình thường như mọi khi. Một cửa hàng tiện lợi sát vách công ty HGC cũng tranh thủ bán hàng kéo dài tới sáng bởi liên tục có những dòng người đổ về xếp hàng vào mua nước uống. Phóng viên Đầu tư Tài chính cũng đã tiếp cận để hỏi vì sao lại đi xếp hàng mua vàng ngay từ khuya mà sao không đợi tới sáng. Một thanh niên từ quận 8 qua công ty HGC xếp hàng mua vàng cho biết từ bữa giờ cũng đã mua được 3 lượng, nay tiếp tục đi tiếp để mua thêm 2 lượng, sau đó sẽ mang đi bán ngoài thị trường chợ đen kiếm lời. Mua ngay, bán ngay, có lời ngay, nên rất quyết tâm chịu khó xếp hàng như bao người. Ban đầu chúng tôi cứ ngỡ xếp hàng mua vàng là người dân bình thường, họ có tài chính dồi dào và có nhu cầu mua vàng. Nhưng thực chất hầu hết những người này đều xếp hàng đăng ký số mua hộ. Một người dân sống gần công ty SJC cho biết, trong số người ùn đi xếp hàng mua vàng, như đã thấy, chỉ nằm ở bề nổi. Do là người được thuê làm việc này, bởi họ được trả tiền từ 500 đến 1 triệu đồng, nên quá hấp dẫn, không thể chối từ. Song đằng sau vụ mua vàng được những người đi xếp hàng chia sẻ, họ còn được chính các tiệm vàng tư nhân, những đại gia có nhiều tiền thuê đi xếp hàng. Chính vì vậy, cảnh tượng xếp hàng mua vàng mới đông như vậy và tạo sự hỗn loạn dần dần.